Hello, mình biết ba ngoại ngữ như thế, liệu đã lên thái ngoại ngữ được chưa? Phải màn tài xây tô xỉu câu ải hậu xịch Bạn đang học ừ tiếng Việt hậu đồng xịch với Mittally HP 0978-028-518 hậu tại thành phố Thanh Hóa. ừ hậu hậu ngam cho chậu ngàn an toàn ngày hiểm chậu an toàn trường trường tuyến Bạn đang học tiếng Quảng tuyến Đông với Mittally HP 0978-028-518 quầy tại thành phố Thanh Hóa. pèng quầy pèng hợp phạt bất hợp phạt chân cả trùng yêu con chèn trang Bạn đang học tiếng lạc Quảng thật Đông với con Mittally chèn HP lạc thật 0978-028 tại thành phố Thanh Hóa. lẩu sạch củ hoặc cảm tan phức tạp nỗ lực thâu lãn khăn lâu thâu lãn kiền hung suy dược Vâng, xin kính chào các bạn và các vị. Thật là tuyệt vời khi Lê Huy lại được trở lại với chúng ta trong video mới. Vừa rồi chúng ta đã được làm quen và được nghe phát âm 20 cặp tính từ quan trọng bậc nhất trong tiếng Quảng Đông. Và những cặp tính từ này được sử dụng rất là nhiều. Đấy, liên tục trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đấy, giữa công nhân và chủ, giữa đồng nghiệp với nhau và giữa người bán và người mua rất là nhiều. Chính vì thế nó rất là quan trọng, phải nói là cực kỳ quan trọng. Cho nên tôi sẽ tập trung vào 20 cặp tính từ này để giải thích cho mọi người biết cách sử dụng, phát âm chuẩn cũng như làm sao để có thể thuần thục sử dụng hàng ngày. Chính vì thế bài học ngày hôm qua là bài học số 14, đồ dùng vật dụng học tập. Tôi sẽ không có thời gian để kiểm tra bài cũ của mọi người. Hy vọng là mọi người đã học thuộc hết rồi. Còn ai chưa học thuộc thì như luật cũ, hãy úp mặt vào tường để học bài này nhé. Ok, không được ngồi. Alright. Với các cái cặp vừa rồi thì tôi sẽ đi từng cặp một với cấu trúc cho mọi người để mọi người có thể tiện theo dõi. Cặp đầu tiên của chúng ta đó chính là nhanh, chậm, phải, màn.
Wow, nấy tá chỉ hấu phải à? Bạn đánh chữ nhanh thế. Ôi, quê, cái này lấy chỗ mấy? Cấm phải ghế. Giám đốc đến rồi à? Nhanh vậy. Quê, đây là chỗ mày à? Ô tấn cho hú rồi à? Cái cấm màn ghế. Sao mà chậm thế? Nãy cấm màn kìa, sao mà bạn chậm vậy? Nãy vô phải số phải cực tí đó. Ai, thải màn à. Nhanh tay nhanh chân lên một chút, sao mà chậm vậy? Alright, chúng ta đó là cặp đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cặp số 2. To, nhỏ, tài, xây. Nico, Nico, sáu cây, tài, Nico, sầy, à, cái này là to, cái này là nhỏ đúng không nào? Rồi, à, ủy, giống mẫu tài ti kìa đấy, ngồi yêu tài ti à? Có loại to hơn không? Tôi cần to hơn một chút. Đi có sáu cây thải xây là mỗi dù tài đi và mẫu a. Cái này điện thoại này nhỏ quá, tôi muốn cái to hơn, có được không? Alright, đó là cặp số 2, chúng ta sang cặp số 3. Nhiều tô và hậu tô chín. Ít hậu xíu chín à, rất ít tiền. Ngô lỗ xây dầu hũ tô chín à. Giám đốc à, ông chủ của tôi có rất là nhiều tiền. Ngô này, ngô dầu hũ xíu chín nè à. Xíu xíu chín nè à. Hũ xíu. Rất là ít tiền. Uầy, nấy có tác hũ xịt mà xịt tô đi lá. Bạn thấy ngon thì ăn nhiều một chút. Xịt tô đi lá, ăn nhiều một chút đi nhé. À, xảy à, ít là xỉu. Wow, tím cái này sẽ cấm xỉu kẻ. Sao bạn ăn ít thế? Alright, chúng ta sang cặp tiếp theo. Cặp số 4. Câu ải. Nãy săn câu kể tù à. Bạn cao bao nhiêu? Ngõ sân câu dắt mây chất sập bạn. Tôi cao 1m78 đấy. Nấy đấy. Wow, này sân câu dắt mây ủm sập ủm mê. Wow, hậu ải wow. 1m55 thì rất là lùn đó, đúng không? Nam chạy dắt mây ủm sập ủm cho hậu ải à. Con trai mà 1m55 rất là lùn, đúng không? Và nếu như mà ít mà thấp trong cái nghĩa mà lương thấp của chúng ta đó, thì thấp ở đây không có nghĩa là lùn, mà thấp ở đây có nghĩa là tày. Ngồi anh cũng hữu tày trình hay rất màn mình rất của gì chê hữu tày lương của tôi rất là ít, chỉ có một màn một tháng thôi, có nghĩa là 1 vạn tiền Macau thì là gần 28 triệu, rất ít. Alright, số 5 à, ngon không ngon. Wow, này chúi sùng cầm hũ xịt ké. Wow, hũ xịt wow. Bạn nấu đồ ăn ngon quá, rất là ngon. Hay hũ xịt mà xịt tô đi lá. Ngon thì ăn nhiều một chút đi. Ủa má mì chúi phàn hũ xịt à. Mẹ tôi nấu cơm không ngon tí nào cả. Tàn hay ngô hũ chung gì xịt. Nhưng mà tôi rất thích ăn. Không nào? Dù là như thế nào thì cơm mẹ nấu vẫn là rất đặc biệt nhất, đúng không? Trời đặc biệt nhất. Thái thái à, ngô chí phàn ẩm hậu xịt á, lấy thùng ngô cỏng á. Duy cổ ngô chí phàn ẩm hậu xịt lê, thái thái thùng ngô cỏng là hổng hậu. Nếu như mà tôi nấu cơm không ngon thì bà hãy nói với tôi, bà chủ hãy nói với tôi nhé. Alright, chúng ta sang cặp tiếp theo, có cặp số 6. Hậu
và xấu là ta xa, xấu xa, xa, hấu, tốt, xa, xấu, tệ, tệ hại. Và khơi tùy nãy cầm hấu ghê, nãy lỗ xây tùy nãy cầm hấu ghê, ông chủ đối với bạn tốt như vậy à? Thầy à, cha là kém, ngõ còn bạc quả hữu cha vò, tôi nói tiếng Quảng rất là kém, rất là tệ, và có nghĩa là xấu thì nó là, nếu mà xấu ở đây có nghĩa là cái từ xấu không phải là xấu đẹp mà nó là xấu, có nghĩa là xấu tệ. Xấu, còn nếu như mà cái nghĩa mà xấu đẹp ấy thì nó là xấu. Wow, cô Duyên hấu xấu à, cái mặt nó rất là xấu, chẳng hạn thế. Rồi, xấu đấy là xấu trong nghĩa là đẹp với xấu, có nghĩa là làng chảy này, làng nổi này, hoặc là hấu thấy. Hấu thấy là đẹp trong cái nghĩa là đẹp về cái hình thức đó. Wow, cô còn nói hấu làng à, hấu hấu thấy không? Như cô nói hấu hấu thấy à, cô gái này rất là đẹp, đúng không? Còn hấu xấu là rất là xấu. Rồi, sang cặp số 7. Ngam cho. Ngam cho. Ok. Này cõng tắc ngam à. Đấy, ở bài số 13 chúng ta còn nhớ là cõng tắc ngam là nói đúng. Mà này cõng cho chỗ là bạn nói sai rồi đấy. Ai. À, này cũng chọc tím mà. À, tao mổ cho là, tao mổ cho là cũng không tệ. Sai, tệ. Đấy, sai, cho. À, này mổ ơi, lâu xây là nên mổ lào khỏi là khỏi hề am kè. À, ông chủ ông đừng có la, cậu ấy đúng mà. Đúng không? Rồi, sang cặp số 8. Chậu ngàn. Lên lỗi à, nãy yêu chấu ti à, phan lầy chê, cấm ngàn xin phan lầy kìa. Bạn cô phải đến sớm hơn một chút, sao cô về thì cô đến muộn thế, đúng không? À, lỗ thái thái à, nãy phòng xăm là ngộ gùi chấu ti hãy sân, chấp dễ. Bà chú bà yên tâm, tôi sẽ dậy sớm hơn để dọn dẹp. Thì ca hổ ngàn là ngộ yêu chấu nè. Chỉ cả hố ngàn là ngồi yêu phân cào là. Bây giờ muộn rồi tôi phải đi đây. Bây giờ muộn rồi tôi phải đi ngủ đây. Alright, ta sẽ sang cái cặp tiếp theo, đó là cặp số 9. An toàn và nguy hiểm, đúng không nào? Thế thì an toàn là an toàn và nguy hiểm là nguy hiểm. Nãy yêu chấu đi phan úc à, cảm ơn an toàn đi đó. Bạn nên về nhà sớm một chút, thế thì mới an toàn. Nên mẫu cấm ngàn xin phan úc à, hữu ngày hiểm mà chi hiểm chi à. Bạn đừng có về nhà quá muộn, nguy hiểm lắm, có biết không hả? Hữu ngày hiểm mà này chi hiểm chi à, rất là nguy hiểm đó, có biết không? Hoặc là cái vụ nổ Galaxy Note 7, đây là Note 4, Note 7, Galaxy Note 7. Wow, dùng Galaxy Note 7 nó sắt hữu ngày hiểm mà bùm nổ một phát là bắn xác luôn, hay không? Cho nên là mẫu dùng Galaxy Note sắt đừng có dùng cái Note 7. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cặp tiếp theo, đó chính là cặp số 10. Cặp số 10, ồn ào, yên tĩnh. Ồn ào nó là hấu chầu, hấu chầu, hấu chầu, chầu là xấu và xấu là ồn ào. Uầy, này thầy chồng mất dễ xuất bị này cầm xấu à. Mày làm cái gì mà bên ngoài mà ồn ào thế? Ê, này mổ cầm xấu là ngồi vô phân cào à. Mày đừng có làm ồn nữa, tao phải ngủ. Rồi, câu tiếp theo, on chỉnh là yên tĩnh. Ê, này thầy on chỉnh đi là ồn mổ à. Wow, tiếp cận. Các bạn yên tĩnh đi một chút nào. Wow, ni tổ hữu ôn trình à. Wow, phần cao phần hậu hậu à.
Ở đây rất là yên tĩnh và ngủ thì rất là tốt, không nào, ngon, ngon. Rồi, cặp số 11, chàng tuyến em ngô thù phạt chàng chàng chỗ là chàng chàng chỗ là ngô chung mày dầu xì can chỉ nổi tóc của tôi dài mất rồi mà tôi chưa có thời gian cắt hay à quá đi cô cầm tuyến kìa cầm tuyến kìa chỉnh chàng đi lá chàng đi lá ồ chàng chỗ là cảm ơn hổ la tuyến đi lá alright cặp số 12 quầy phèn đắt rẻ ni cổ xấu cây gì ca phèn chỗ là cái điện thoại này bây giờ đã rẻ hơn rồi đã rẻ rồi bất cổ lẽ nhưng mà ni cổ xấu cây trùng hấu quầy nhưng mà cái này còn rất là đắt iPhone mà bình của hũ quầy đó táo thì rất là đắt đúng không nào Samsung mà phèn tí đó Samsung thì rẻ hơn đúng không nào alright chúng ta sang cặp số 13 hợp phạt bắt hợp phạt hợp phạt ờ đi cổ hợp thùng chào nãy đây yêu chim hợp thùng mà xin hợp phạt à các bạn phải ký hợp đồng thì mới là hợp pháp chim hợp thùng ờ ai nãy mẫu mẫu mài của ti đó mài của ti chụp bắt hợp phạt kìa bạn đừng có bán những cái đồ đó là bất hợp pháp đó rồi rồi đây chúng ta sang cặp số 14 chân cả đi cổ số cây chân mà chân kìa hay mày chân cây kìa hay mày chân à mày thấy bong ngủ thảy là hay mày chân à wow đi cổ hay chân kìa cái điện thoại này là thật đi chân xin cấm quầy chứ thật mới đắt như vậy chứ đúng không cấm đi cổ hay cả kìa mấy cái thấy cái này là giả mày đi cổ tao hay chân kìa à, ngủ mãi xanh đó mà tôi mua mới đó mà đó là hay chân kìa mày cả kìa à, không phải giả đâu chân cây mày cả kìa rồi và số 15 trùng diêu hấu trùng diêu trùng diêu không quan trọng quan trọng và không quan trọng gì ca đấy nãy tầy diêu hồi ôm mùn tao hấu hồi thoải quan tao hấu bất quá dây trùng yêu yêu xích cọng bạc quả đi Đài Loan cũng được đi Macau cũng được nhưng quan trọng nhất là phải biết nói tiếng Quảng dây trùng yêu nãy tầy yêu xích cọng bạc quả quan trọng nhất là phải biết nói tiếng Quảng đúng không nào alright chỉ có à nãy tầy xích cọng à bạc quả là hoặc trẻ xích cọng cọc gì là cấm dùng yêu đó nếu mà các bạn đã biết nói tiếng Trung hoặc tiếng Quảng rồi thì không quan trọng nữa đi mạnh thầy mày hữu dùng yêu kìa vấn đề này cũng không quan trọng lắm truy dùng yêu cho mày xích còn bạc quả xích còn cọc gì đấy, quan trọng nhất là phải biết nói tiếng Trung tiếng Quảng hoặc là tiếng Trung nãy tím lầy âu mùn trùng diêu bạn đến Macau như thế nào không quan trọng trùng diêu chào hay quan trọng chính là nảy diêu xích cỏ dễ xích thang dễ xích chầu dễ biết nói biết làm việc biết nghe đúng không xích thang dễ biết nghe cặp số 16 con chèn wow Nico số cây hố con chèn là wow. À mà mạt hấu con chèn à tôi vừa lau rất là sạch sẽ hấu hấu con chèn ngố của mình am am sảy hấu con chèn cái mặt tôi vừa mới rửa rất là sạch sẽ hấu con chèn wow Nico xấu cây trùng mày mạt à
cái điện thoại này chưa lâu. Hũ là thật à? Wow, chân này hũ là thật. Hũ là thật. Nãy chầu dễ dư con chèn đi đó. Cô làm việc phải sạch sẽ một chút. Wow, chân này. Cô tàu hũ là thật à? Nãy bong có mà chết mặt đó. Chỗ kia bẩn kìa, cô giúp tôi lau đi một chút. Có được không? Alright. Hổ không, hổ chi tàu là hổ mặt con chèn chỗ là. Tôi biết rồi, tôi lau sạch rồi. Alright. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cặp tiếp theo. Đó chính là cặp số 17. Thật thà và khó đoán, hay là cái từ này cũng dịch cho khó đoán thì cũng hơi ấy, nhưng mà có vẻ là nham hiểm một chút và không thẳng thắn. Tức là khó đoán, cái người mà họ cứ lắt léo này thì khó đoán. Thật thà nó là lẩu sạch. Và khó đoán trong cái nghĩa này nó gọi là cú hoặc. Cú hoặc, cú hoặc. Thật thà là lẩu sạch. Ê, nãy thùng, nãy lấy ông muốn chiều giấy tình yêu lẩu sạch đi là bạn đến Macau làm việc thì phải thật thà một chút. Thế nãy mổ ngắt lẩu xài đại yêu lẩu sạch đi là, hoặc ta có thể dùng từ thản bạc. Thản bạc là cũng là từ thật thà, thẳng thắn. Thản bạc, nãy thản bạc thùng ngô còn là mà tóc là bạn nói thật với tôi là được rồi mà. Ok, xảy chuyển quan một cọc là không cần phải vòng co tam quốc đâu. Chuyển quan một cọc lâu xảy chi tàu là nãy mẫu chuyển quan một cọc là nãy thản bạc thùng ngô lâu xảy cỏ mà hổ ti là ông chủ biết hết rồi, đừng có mà vòng qua tam quốc nữa. Nói thật với ông ấy đi thì tốt hơn đấy. Alright. Cặp tiếp theo chúng ta đó chính là đơn giản và phức tạp 18. Đơn giản cản tan, hổ cản tan. Ê, dùng đi bộ cái hổ cản tan chứ mà. Dùng cái máy này thì là rất là đơn giản thôi. Samsung mà cản tan tí nữa, Samsung thì đơn giản hơn. iPhone à, hổ dùng bắt của hổ tôi cái phúc à, cái phúc tạp à, để iPhone thì là dùng tốt nhưng mà khá là phức tạp, cái phúc tạp à. Gì ca hay ông muốn phúc còn phức tạp à? Bây giờ Macau có phức tạp lắm không? Tao mày hổ phức tạp chứ cũng không phức tạp lắm. Dù có nãy chi tù à? Này thang này giàu kinh nghiệm kìa, cũng mà cản tan đi đó. Nếu như mà bạn có kinh nghiệm thì bạn sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Alright, chúng ta sang cặp số 19. Chăm chỉ là gì nhỉ? Khăn lẩu và lười nhác là thâu lãn. Lấy ông muốn chầu dễ dắt tình yêu khăn lẩu à? Nếu mà cậu làm việc nhất định phải là chăm chỉ. Như cổ nấy khăn lầu đấy, quả năm tấu chín nghe, trà năm tấu chín nghe. Nếu như mà bạn không chăm chỉ thì kiếm không được tiền đâu. Nấy yêu khăn lầu chủ dễ là bạn phải chăm chỉ mà làm việc vào. Lẩu xài hấu chung hấu hấu thấu diêm à, lẩu xài hấu thấu diêm thâu lãn kề dành. Lẩu xài hấu thấu diêm thâu lãn kề dành nè. Ông chủ rất là ghét những người lười biếng. Khởi chân này hổ thâu lãn à. Một thùng khởi còn hổ đô chỉ là cô ấy rất là lười nhác và tôi nói với cô ấy rất là nhiều lần rồi. Alright, chúng ta sang cặp số 20, cũng là cặp cuối cùng của chúng ta. Đó chính là khỏe mạnh và yếu đuối. Khỏe mạnh là hổ kín hung. Hổ kín hung à. Này và yếu đuối thì nó là suy nhược, giống như là suy duyệt đó. Suy duyệt, kiền hung, suy duyệt. Hổ kiền hung à, đó, suy duyệt à, suy duyệt. Đâu rồi, nãy xịt tô ti sáng cổ mà kiền hung đi đó. Bạn ăn nhiều hoa quả một chút thì sẽ khỏe mạnh hơn đấy. Đâu rồi, ngô săn thầy hổ kiền hung. Sức thân thể của tôi rất là khỏe mạnh, xó dĩ ngô không pa săn phủ, cho nên tôi không sợ vất vả. Suy duyệt, đi bài ngô một tác hậu suy duyệt à. Hoặc là đi bài khỏi hậu suy duyệt à. Khỏi quán thải tô là khởi dập tổ trường thải tô là sao gì gì cả cái suy duyệt à.
vào casino quá nhiều cho nên là giờ rất là suy nhược rồi. Máu gì gan dịch phản à, máu gì gan hồi quản à. Không có thời gian ăn cơm, không có thời gian đi chơi, máu gì gan siêu sỉ, không có thời gian nghỉ, rồi suy xài hậu tô chín à, thua hết sạch rất là nhiều tiền so với gì cả hậu suy nhược, bây giờ là suy nhược à. Đấy, nên là chúng ta đấy là tôi vừa hoàn thành với chúng ta xong 20 cặp tính từ quan trọng nhất trong tiếng Quảng và đã có những cái ví dụ sử dụng cho mọi người và hy vọng rằng mọi người sẽ sử dụng được tốt những cái cặp tính từ này trong cuộc sống hàng ngày với chủ, với bạn bè, đồng nghiệp và hãy chia sẻ video này với mọi người để giúp mọi người học tốt như bạn. Những người đang cần học tiếng Quảng mà tìm chơi tài liệu thì sẽ có được cái tài liệu để có thể tự học, tự tham khảo. Nhớ like nếu video này có ích với bạn và hãy subscribe kênh để hãy subscribe channel ở dưới đây. Đấy, ấn vào cái nút màu đỏ subscribe này để đón xem những video hay hơn nữa trên kênh của Mr. Lee HD. Và bây giờ là đã đến giờ đi ngủ. Tàu xì can phân cào là sao gì đây tại ca à, ngồi vô con trời kìn là bye bye là tại ca mà non bye bye.